Và thưa quý vị, hãy cùng đếm ngược với chúng tôi để cùng một lần nữa tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này. 5 4 3 2 1. Chúc mừng nhà đương kim vô địch. Một khoảnh khắc thực sự rất tuyệt vời. Chiếc cúp vô địch, báu vật dành cho nhà đương kim vô địch, câu lạc bộ Công an Hà Nội vì một mùa giải tuyệt vời đã qua. Cảm ơn ban luyện, cảm ơn những cầu thủ vì đã cống hiến những pha bóng đẹp, và chiếc cúp này là hoàn toàn xứng đáng. Và ngay sau đây chúng tôi xin kính mời cầu thủ Hồ Tấn Tài đội trưởng sẽ có đôi lời phát biểu gửi tới các quý vị đại biểu và người hâm mộ. Xin trân trọng kính mời. Dạ, trước tiên cho ban Tấn Tài thay mặt toàn thể đội bóng Công an Hà Nội gửi lời chào đến các vị đại biểu và các anh chị em báo chí và toàn thể hội cổ động viên có mặt tại hôm nay, là lời chúc sức khỏe và lời dành nhiều tình cảm nhất. Thật ra Tài đứng ở đây cùng với tất cả anh em ở đây là một điều rất là hạnh phúc khi được xem lại những khoảnh khắc mà cả đội đã cùng nỗ lực trải qua một thời gian rất là dài để hoàn thành được những cái mục tiêu mà đội bóng đề ra. Và cái mục tiêu cao nhất là đã được giành cái chức vô địch, còn một cái mục tiêu quý giá nhiều nữa là Tài nghĩ là được ghi nhận và sự yêu thương của hội cổ động viên và của tất cả mọi người dành cho Tài và cả đội bóng. Để kể đến được những cái thành công như thế này trong lúc này, cảm ơn ban lãnh đạo và tất cả mọi người và ban huấn luyện và sự nỗ lực của anh em trong khoảng thời gian qua là về việc tính đoàn kết và cái tinh thần luôn luôn đề cao nhất trong tập luyện và thi đấu để giữ vững được một cái tinh thần một biểu tượng của nền bóng đá Công an từ xưa và đến bây giờ. Điều Tài và tất cả đội bóng và anh em hướng đến sau cái chức vô địch này không chỉ là ở một cái môi trường V-League như thế này, nhưng mà còn để suy nghĩ về xa hơn ở trong nước và ra nước ngoài để mang lại cái hình ảnh của nền bóng đá Công an Hà Nội để cho mọi người hiểu và biết đến là nền bóng đá Công an Hà Nội luôn luôn là chơi bóng đá đẹp với tinh thần cao nhất và sự cống hiến cao nhất ạ. Sau đó hơn nữa thì để cho những lớp em trẻ nhìn nhận vào những cái sự thi đấu và tập luyện tính chuyên nghiệp của những bậc tiền bối và cũng như của đội bóng Công an bây giờ để học hỏi và phát triển thêm hơn nữa. Tài xin cảm ơn. Và sau đây có sau chức vô địch như thế này thì bên tập thể đội bóng cũng còn một cái món quà rất là tươi để dành tặng tới một cựu cầu thủ của đội bóng đá Công an Hà Nội của thế hệ xưa. Mời bác Từ Như Hiển ạ. Dạ vâng, xin được kính mời danh thủ Từ Như Hiển. Có lẽ những ai yêu lối đá của đội bóng Công an Hà Nội cũng đều trân quý cái tên Từ Như Hiển, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng này trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1984. Và năm 1965 thì cầu thủ Từ Như Hiển đã cùng với đội bóng Công an Hà Nội đạt 3 chức vô địch. Năm 1980 đã cùng tập thể đội bóng đá Công an Hà Nội được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. Và đây là phần thưởng đặc biệt, phần thưởng duy nhất và cao quý nhất mà một đội bóng từng được nhận. Năm 1984 thì danh thủ Từ Như Hiển của đội bóng Công an Hà Nội đã đoạt chức vô địch giải bóng đá hạng A1 miền Bắc. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi một nhân chứng của biểu tượng bóng đá Công an Hà Nội đứng cùng với những nhà tân vô địch V-League 2023. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời danh thủ Từ Như Hiển sẽ chia sẻ những cảm xúc của ông ngay tại thời điểm này. Alo,
cho phép tôi được thay mặt cho hội cựu cầu thủ mọi thế hệ của bóng đá của Hà Nội xin được phát biểu ý kiến. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, kính thưa các vị khách quý, thưa các đồng chí Liên đoàn bóng đá Việt Nam và thưa tất cả các bạn thân mến có mặt trong buổi gala hôm nay. Hội cựu cầu thủ mọi thế hệ của bóng đá của Hà Nội chúng tôi rất vui và tự hào được có mặt trong buổi gala hôm nay để cùng nhau chúng ta chúc mừng chức vô địch của đội bóng đá của Hà Nội. Sau hơn 20 năm vắng bóng trên sân cỏ, nay đội bóng đá của Hà Nội đã trở lại với đội ngũ cán bộ mới, nhất là đội ngũ cầu thủ đầy chất lượng và công hiến. Mong rằng các đồng chí sẽ liên tục phấn đấu để công hiến và duy trì cho cái truyền thống vẻ vang của đội bóng đá của Hà Nội. Và vào mùa cuối mùa giải vừa rồi, đội bóng đá của Hà Nội đã hái được quả ngọt đầu tiên là giành chức vô địch V-League năm 2023, để lại cái tiếng vang lớn lao trong lòng khán giả hâm mộ toàn quốc và cũng để lại tiếng vui và cũng là lòng tự hào đối với đội Công an Hà Nội, cũng như là niềm vui và tự hào đến với tất cả những khán giả hâm mộ bóng đá và yêu mến truyền thống lâu dài của đội bóng đá của Hà Nội. Sau đây tôi cũng xin có một ý kiến nhỏ, mong rằng các đồng chí của Hà Nội với tinh thần phấn đấu cao cả, các đồng chí đã giành được chức vô địch đầu tiên. Tôi nghĩ để giữ được chức vô địch đó còn khó và sau này để phấn đấu và giành được nó còn khó hơn. Vậy mong sao các đồng chí cũng không nên ngủ quên trước cái thành công bước đầu của mình và hãy luôn luôn dành cái sự phấn đấu cao nhất để đoàn kết một lòng và không ngừng phấn đấu tiến lên phía trước và giành nhiều cái thành công vào truyền thống của đội bóng đá của Hà Nội. Và cho phép tôi một lần nữa xin kính đề nghị các đồng chí lãnh đạo cùng tất cả các vị khách quý và tất cả các bạn có mặt trong buổi gala hôm nay, chúng ta cùng nâng cốc để chúc mừng thành công giành chức vô địch của đội bóng đá của Hà Nội. Và cũng cho phép tôi được thay mặt cho hội cựu cầu thủ mọi thế hệ của bóng đá của Hà Nội xin gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo và tới tất cả các vị khách quý và tất cả các bạn có mặt trong buổi giao lưu gala hôm nay. Lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn danh thủ Từ Như Hiền. Và thưa quý vị, phải nói là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt, khoảnh khắc giao thoa giữa hai thế hệ đáng tự hào của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Vâng, xin trân trọng cảm ơn các cầu thủ và kính mời ban huấn luyện các cầu thủ cùng trở về vị trí.